Phụ nữ ngày nay không chỉ yêu cái đẹp đơn thuần, phụ nữ ngày nay yêu cái đẹp có chọn lọc. Quả thực đúng đắn khi đặt vào thế giới những cỗ máy thời gian, là một thương hiệu đồng hồ có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường đồng hồ cao cấp. Rolex luôn đem đến những phiên bản đồng hồ nữ thỏa mãn yêu cầu của các quý cô hiện đại. Chiếc đồng hồ Rolex Datejust 31-278-271 mặt khảm trai là một ví dụ điển hình, luôn nhận được sự tán dương của các quý cô hiện đại. Mỗi một chiếc đồng hồ được khảm xà cừ trên mặt số Rolex đều là một sự đặc biệt độc nhất, bởi vân xà cừ có 102 và kỹ thuật bậc thầy của những nghệ nhân điêu luyện. Nó mang trong mình vẻ đẹp của Mother of Pearl, vẻ đẹp được hình thành trong tự nhiên, chứa hơi thở của sông nước. Trải qua nhiều giai đoạn đòi hỏi sự công phu, từ các công đoạn chọn lọc đến những lần chạm cần tỉ mỉ trên lớp xà cừ, các nghệ nhân nhà Rolex đã cho ra đời một tác phẩm thanh thoát và nhẹ nhàng, sẵn sàng lên tay cho phái đẹp. Dưới mặt kính sapphire chống lóa, chống xước hiệu quả, vẻ đẹp của mặt số được thể hiện một cách hoàn mỹ. Bộ kim dán gậy mảnh mai trung tâm lặng lẽ vận hành với độ chính xác cao nhờ bộ chuyển động tiên tiến của Rolex Caliber 2236. Đây là bộ máy có khả năng vận hành hiệu quả suốt 55 giờ đồng hồ với độ tin cậy gấp 10 lần bộ máy truyền thống, nhờ trang bị dây tóc Salosic bằng silicon chống sóc cao, sở hữu bộ khung vỏ demi vàng hồng Evero và thép không gỉ, hai loại kim loại quý được sản xuất độc quyền của Rolex kết hợp với vỏ Oyster. Chiếc đồng hồ này không chỉ bền bỉ, kháng nước tốt mà còn có độ thẩm mỹ cao. Trên vỏ Oyster ở vị trí 3 giờ, nhà sản xuất đã trang bị một nấm điều chỉnh dạng xoắn chống thấm nước hai tầng dạng twin lock, tăng khả năng kháng nước cho đồng hồ ở độ sâu 100m. Dây đeo tay Jubilee thanh mảnh đã góp phần tăng thêm sự nữ tính cho phiên bản này. Nếu như vành bezel khía rãnh là điểm nhấn của bộ khung, thì ba mối nối giữa cùng chất liệu vàng hồng được đánh bóng chỉnh chu là điểm nhấn của dây đeo, được bao bọc trong hai mối nối bằng thép không gỉ được chạy xước tinh tế. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.